Rồi chúng ta đi lại cái phần 2 nhé. Như vậy trong này nó có khái niệm là bắt kịp. Như vậy chúng ta thấy là bắt kịp thực chất chúng ta hiểu giống như là một thư mục của Java, một thư mục của Windows. Như vậy thì ở đây tại sao chúng ta đưa các cái file này vào trong thư mục này? Rồi, giả sử ở đây có một thư mục khác, tại sao các bạn phải đưa các cái thư mục đó vào đây? Như vậy thì tùy theo cái quan điểm của cái người quản lý, tức là quan điểm của thầy, thì thầy muốn nó như vậy thì thầy đưa nó như vậy. Chứ trong cái package và cái class thực ra nó không có một cái quan hệ ràng buộc nào cả. Mình muốn đặt đâu thì nó nằm đó, nó không có cái gì ràng buộc. Nhưng khi mình đặt rồi thì mình chỉ đường dẫn cho nó để nó biết rằng mình đang khai thác cái class nào, vậy thôi. Ví dụ bạn muốn mở cái slide trong cái bài học này thì bạn phải vô đúng đường dẫn ổ đĩa D, OneDrive, môn học, FPT, MOV 104 cộng với slide thì bạn mới mở được cái slide. Còn nếu mà bạn vô không đúng mục thì bạn không mở được. Vậy tại sao chúng ta sẽ đặt các slide này ở đây? Là do các cái slide này nó có một cái mối quan hệ nào đó mà thầy muốn nó nằm ở trong cái thư mục này. Thì cũng tương tự như trong Java, nếu như mà các bạn có các cái class mà nó liên quan với nhau, các bạn muốn nó nằm cùng với nhau để người sử dụng dễ sử dụng, thì các bạn đặt nó vô một cái package. Quan điểm của chúng ta rất là dễ hiểu. Như vậy thì bất kỳ khi nào là khi mà chúng ta muốn quản lý nhiều class ở bên trong, còn cái class đó như thế nào là do tự chúng ta quyết định đấy. Như vậy class nó chỉ có nhiệm vụ lưu giữ, xin lỗi, là cái package nó chỉ có nhiệm vụ lưu giữ các cái class thôi, còn class ở đâu nằm trong package nào không quan trọng. Ví dụ khi mà chúng ta viết, nếu mà sau này các bạn viết chương trình, các bạn viết được rất là nhiều cái class, về kế toán có, về đào tạo có, về thị trường chứng khoán có, về bán hàng có, chúng ta có bốn lĩnh vực. Nếu chúng ta số lượng class của chúng ta ít thì chúng ta đưa bốn lĩnh vực đó chung một package là tên của chúng ta thì mọi người có thể xài được rồi. Nhưng cứ mỗi lĩnh vực mình có hàng chục class, nhiều lắm, mình xây dựng rất là nhiều class mà tất cả các class mình đưa chung một package thì thứ nhất là sử dụng nó sẽ không hay, bởi vì nó nặng. Mình muốn thì mình chép nguyên cái package đó đi thì nó rất là nặng. Cái thứ hai là giả sử mình bán cái package của mình cho một người A là chuyên về kế toán mà mình không tách ra, mình đưa cho người ta cả kế toán, cả đào tạo, cả quản lý sinh viên, cả quản lý tài chính, nhiều lắm, thì có phải là phí không? Người ta chỉ mua bằng kế toán thôi mà người ta được hết bốn thứ đó. Vậy thì chắc chắn rằng mình phải tách nó ra thành nhiều cái package khác nhau, và ai cần cái gì thì mình đưa cái đó thôi. Như vậy cái khái niệm về package rất là dễ hiểu nha, chúng ta chỉ là quản lý nó. Rồi bây giờ thầy sẽ ví dụ cho các bạn về cái private và public. Mấy hôm trước thầy khai báo, thường là thầy dùng từ public, thường là thầy dùng từ public. Vậy bây giờ các bạn hôm trước các bạn có hỏi rằng vậy tại sao là khi nào khai báo public và khi nào không, thì buổi hôm nay thầy sẽ giải thích rõ cho các bạn khi nào khai báo public và khi nào không. Vậy ở trong này chúng ta sẽ làm một cái ví dụ. Chúng ta có ở đây thầy tạo một cái project mới.
À, một cái project à. Buổi hôm nay là buổi thứ bảy đúng không? Tạo project buổi bảy đi. Rồi, trong cái thư mục buổi 7 thì tạo một project là buổi 7 đó. Tại vì sao mình đặt cái này thì cái đó là do hôm nay là buổi 7 thì chúng ta đặt vậy thôi. Còn bạn muốn đặt cái tên bất kỳ khác là chuyện của các bạn, không có ảnh hưởng gì hết. Bạn muốn đặt là bé Hương, bé Hồng, bé Thảo gì đó cũng được, không có liên quan gì. Nhưng mà đặt xong quan trọng là mình có biết không, mình có nhớ không, mình có hiểu nó không. À, chúng ta đã tạo được project buổi 7. Nhưng mà trong cái buổi 7 này chúng ta phải thấy cái sub package. Có package buổi 7, có class buổi 7 chúng ta đang mở. Thầy sẽ ví dụ một cái class mới cũng trong buổi 7 luôn. Thầy new một cái class và thầy chọn cái class đó là tính toán. Tính toán rồi, trong cái tính toán một này thầy sẽ khai báo ba cái biến là in số 1 chấm phẩy private số 1, số 2 chấm phẩy. Rồi một cái thì để là public in luôn số 3 chấm phẩy. Và thầy sẽ khai báo in tổng một, thầy sẽ viết là return số 1 cộng số 2 cộng số 3 chấm phẩy. Thầy viết một cái tổng 2 và thầy để cái tổng hai này là private tổng 2. Thầy viết một cái tổng 3 và thầy để là public. Như vậy mục đích là thầy vừa tạo cái thuộc tính, vừa tạo cái phương thức để cho các bạn thấy là cái chữ không để gì, để private hoặc để public ở trên các thuộc tính nó cũng tương tự như bạn để dưới các phương thức giống nhau. Cho nên là thầy để như vậy cho các bạn thấy. Bây giờ ở bên cái buổi 7, ở bên cái buổi 7 thầy sẽ sử dụng cái class tính toán, thầy ghi là tính toán bằng tt tt bằng tạo một cái biến mới thì các bạn chọn new new tính toán được chưa, new tính toán. Này các bạn đã khai báo được cái tt. Bây giờ giả sử thầy ghi tt chấm chỉ có số 1 và số 3. Ủa vậy số 2 đâu rồi? Số 2 đâu? Sao không hiển thị? Số 2 đâu nào? Số 1
giả sử thầy thầy cho bằng một tính toán số 3. Số 3. Thầy cho bằng 3. Rồi. Vậy bây giờ thầy sẽ xuất cái tổng ra. TT chấm tổng 1, tổng 3, còn tổng 2 không có. Đó, mình xuất cái tổng 1 ra. Rồi, mình xuất cái tổng 3 ra. Còn tổng 2 không có. Tổng 2 không có, tổng 3 nó mới có. Tổng 2 nó báo lỗi ngay. Bởi vì nó không xuất hiện được ở đây. Chạy thử coi nha, 1 và 3 nhé. Cái này gì? Hai mình không biết, hai mình không thấy. Mình không biết là trong cái class nó có cái số 2 luôn. Mình đâu có nhìn thấy đâu. Mà trong class nó có cái tổng 3 mình cũng không biết luôn. Không hề nhìn thấy. Ở bên ngoài này mình không nhìn thấy. Chỉ khi nào mà các bạn viết thì các bạn mới thấy. Đây hai cái đều là 4 hết rồi. Bởi vì 1 cộng 3 là bằng 4, còn số kia bằng 0. Tổng 2 là số 2 mình nó không cho nhập là nó tự gán bằng 0 mà. Mình không nhập là tự nó gán bằng 0. Cho nên ở đây là nó chỉ có 1 cộng 3 là 4 thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân biệt được thế nào là private và thế nào là public chưa? Số 1 là không khai gì nè. Số 2 là private, cho nên số 2 ở đây không thấy. Số 3 là public, ở đây thấy. Vậy trong này người ta nói nè. Private chỉ được phép sử dụng trong nội bộ class. Ha. Như vậy private ở trong này chúng ta sử dụng bên cái thẻ trên cái class tính toán nè. Số 2 nè. Thì chúng ta lấy số 2 nè. Đó, chúng ta khai thác ở trong cái nội bộ thôi. Chúng ta khai thác trong nội bộ thì ok. Còn khi mà chúng ta khai thác ra bên ngoài thì khi mà chúng ta không để gì là default, tức là không để gì. Vậy không để gì mà trong trường hợp chúng ta truy xuất nó cùng gói, tức là cùng package, thì nó là gì đây? Là public. Nếu cùng package thì nó là public, nó giống cái thằng này. Nhưng nếu mà khai thác khác gói thì các bạn sẽ không thấy nữa. Như vậy lúc này nếu như thầy đi khai thác khác gói thì cái số 1 này nó không thấy nữa, không hề thấy nữa. Vậy ở bên này trong cái buổi 7 nè, thầy sẽ tạo new một cái package mới. Cái này là buổi 7 ha, thầy sẽ new một cái package mới. Demo buổi 7. Demo buổi 7. Và trong cái demo buổi 7 này thì tạo một cái class mới. New class. Demo. B7. Mình muốn ghi giống cũng được, ghi khác cũng được nha, không cần thiết phải phải giống tên của package đâu. Không cần thiết. Rồi ok. Mình tạo xong. Nguyên tắc trong một package thì chỉ có trong một cái project này này chỉ có một file có hàm main thôi, một file duy nhất có hàm main là cái file đầu tiên của mình là buổi 7 có tạo hàm main. Nhưng bây giờ thầy đang muốn thử, thầy đang muốn test là ở bên cái demo 7 này nè, demo buổi 7 này, mình có gọi được cái tính toán không, mà gọi được á, thì mình xài được cái gì. Cho nên ở bên này thầy sẽ khai báo một cái hàm main để có gì mình chạy cho nó tiện ha, mình thực thi chương trình cho nó tiện. Thì thầy khai báo thêm một cái hàm main là public static void main. Còn bình thường thì một project chỉ có một class có main thôi nhé, mình không có tạo nhiều. Bởi vì tạo nhiều thì khi các bạn chọn thực thi project này nè, Java nó cũng chạy có một cái. Bạn cần thì bạn chọn lại cái project nào là cái main nào là main chính. Nếu như mà trong cái class của trong project của các bạn có nhiều main
thì các bạn sẽ thiết lập lại main ở đâu là chính, thì nó chỉ chạy có một main thôi. Rồi bên này thầy sẽ thử khai báo tính toán và là TT2 đi ha, dù cho là bạn đặt TT đi nữa thì nó cũng không ảnh hưởng, bởi vì TT bên này và TT bên bụi 7 không liên quan gì với nhau hết, nhưng mà thôi mình đặt riêng đi. Bằng new tính toán chấm phẩy, sao lạ vậy, ở bên bụi 7 thì mình là khai báo vậy nó không có lỗi gì hết, mà sao bên này nó lỗi, sao bên này khai báo y chang luôn mà sao nó lỗi. Bụi 7 nè, đây tính toán nè, bên này nè y chang luôn, tại sao lỗi, tại vì sao sao hả, ok như vậy thì ở đây chúng ta cùng với kịch thì chúng ta khai thác trực tiếp không cần khai báo, giống như là anh em trong nhà thì hiểu nhau rồi, biết nhau rồi, được chưa nào, ví dụ anh em trong nhà thì biết nhau rồi thì chúng ta không cần khai báo gì hết. Nhưng ở đây demo P7 và cái tính toán này nó không thuộc là anh em ruột với nhau, nó không phải là anh em gì mà ruột rà với nhau, cho nên nó không biết. Muốn biết thì các bạn sẽ gợi ý ha, import bụi 7 chấm tính toán. Như vậy chỗ này mình có thể viết thêm một cái hàm import bụi 7 chấm tính toán. À, nó có hai cái class, mình muốn import cái gì thì mình chấm một cái là tự động nó sinh ra cái danh sách cho mình, và lúc mình đã import xong thì chỗ này nó không còn lỗi nữa. Rồi ở đây là TT1, bên này là TT, ở đây là TT1, ở đây là TT. Vậy thì đây là tính toán, đây là demo bụi 7. Như vậy mình có hai cửa sổ để mình nhìn cho nó rẻ dễ nha. Bên này là demo bụi 7 nè. Bên này là bụi 7 nè. Thấy chưa? TT1 chấm. Nó chỉ còn số 3. Số 2 và số 1 nó sẽ lỗi. Số 1. Với thầy cho bằng 1. Số 2 bằng 2, TT1 chấm số 3 bằng 3, thì chỉ có số 3 là nó còn xài được thôi. À, tại vì sao? Tại vì sao mà số 3 xài được? Số 3 là công khai, thành ra là đi bất kỳ đâu cũng xài được. Còn cái số 1 này mình không khai gì hết. Có nghĩa là public nếu cùng gói. Public nếu cùng gói. Đây, cái bụi 7 nè. Mình cùng gói với tính toán. Cùng gói với tính toán. Cho nên cái bụi 7 này mình khai thác được nó. À, không để gì là default. Mà default tức là public nếu cùng gói cùng với kịch, và nó trở thành private nếu khác gói. Mình đang sử dụng là demo V7 ha, mình đang sử dụng là demo V7 để gọi về tính toán, thì cái này là khác package rồi, nó khác package, cho nên cái này không xài được ha, default là không xài được. Còn cái số 2, số 2 thì chắc chắn là không xài được, bởi vì nó là rồi
Rai vịt thì chắc chắn là không xài được. Đó. Như vậy thì khi mà các bạn viết chương trình đó, thì các bạn nên xem thử là ở trong cái máy móc của mình, trong cái chương trình của mình viết đó, cái gì đưa cho khách hàng xài, cái gì không được. Và thường thì khi các bạn viết chương trình, những cái thuộc tính này nè, người ta ít khi người ta đưa ra ngoài lắm, ít khi người ta đưa ra public, thường các thuộc tính người ta không đưa ra. Mà các thuộc tính này thường, một là người ta để private, hai là người ta để là default, và người ta sẽ có một cái phương thức để gán giá trị cho các cái thuộc tính này. Thì chúng ta sẽ chèn một cái phương thức, hoặc các bạn tự viết ra cũng được, là set set giá trị cho số 1, số 2, số 3. Set giá trị cho số 1, set số 1 thì đưa số vô đây, set số 2, set số 3. Và bên này chúng ta khai thác thì chúng ta không cần gán trực tiếp, mà chúng ta sẽ ghi là TT1 chấm set số 1, bạn muốn số 1 chẳng hạn, rồi TT1 bạn chấm set số 2, giả sử thầy cho là 2, mình muốn cho số mấy cũng được nha, và gán giá trị ban đầu đó, mình muốn cho gì cũng được chứ không có thiết phải 1, 2, 3 đâu, mà thầy cho vậy cho nó nhìn cho nó dễ thôi, dễ nhìn thôi. Rồi thầy set số 3, và lúc này chúng ta sẽ khai thác cái tổng TT1 chấm tổng, thì chắc chắn mình chỉ còn cái tổng 3 thôi à, chứ mình không có cái tổng nào khác hết trơn, bởi vì tổng 3 là mình để public. Như vậy lúc này mình chạy chương trình này lên, phải run file nó mới chạy nha, các bạn run trên này là nó chạy cái buổi 7 á, chứ nó không chạy cái demo V7 đâu. Run file mới được. Đây, bằng 6. 1 cộng 2 cộng 3 là 6. Giả sử chỗ này mình cho là bằng 5 đi. 5 cộng 2 7, 7 cộng 3 10. Đó là set giá trị vào. Còn bây giờ chúng ta muốn lấy giá trị ra. Bây giờ chúng ta muốn lấy cái biến số 1 á là giá trị bao nhiêu, thì ở trong cái phần xây dựng này nè, các bạn lại có thêm một cái phương thức mà người ta gọi cái phương thức đó là phương thức get, là lấy ra. Get là lấy ra. Bạn muốn lấy cái gì? Bạn muốn lấy số 1 thì bạn làm cái phương thức số 1. Muốn lấy số 2, muốn lấy số 3, tùy. Mình muốn lấy gì đó lấy. Giả sử thầy chọn là lấy hết, vậy nó sẽ tạo ra cho mình ba cái phương thức get số 1. Và trong lúc này thì giả sử tất cả các cái thuộc tính này mình không cho bên ngoài thấy, nhưng ở các package khác người ta vẫn khai thác được thông qua phương thức get, get số 1, get số 2, get số 3. Thông qua phương thức người ta đều có thể khai thác được. Đó. Như vậy thì khi các bạn viết class, quan trọng nhất là các bạn cho người ta thấy cái gì, muốn ẩn cái gì, thì các bạn sẽ đặt nó ở đây, default hay là private hay public. Còn muốn khai thác nó từ bên ngoài thì các bạn viết thêm set get để các bạn khai thác nó. Ví dụ chỗ này số 1 thì đưa vô đây. TT1 get số 1 ví dụ số 1 nó sẽ xuất hiện số 5 nè.
Rồi, tùy nha, mình có nhu cầu lấy ra thì mình chọn get. Đây, số 1 là 5 nè. Tổng là 10. Như vậy hiểu qua cái chỗ là private là gì, public là gì, default là gì. Còn cái protect thì khi nào đến thừa kế thầy sẽ nói ha, kế thừa thầy sẽ nói về cái phần này. Còn bây giờ thì chúng ta chưa cần quan tâm, bạn chỉ cần quan tâm đến phần này cho thầy được không nào. Bây giờ các bạn sẽ demo lại bằng cách là các bạn mở các cái class ra cho thầy. À, các bạn mở nhiều cửa sổ bằng cách là các bạn ví dụ như ở đây mình có tính toán nè, có buổi 7 nè, có demo buổi 7 nè, thì tính toán này các bạn nhấn control, các bạn kéo nó đi, đó kéo nó đi thì nó sẽ hỏi các bạn được đặt ở đâu. Thì đây là buổi 7 nè, đây là tính toán nè, đây là demo buổi 7 nè. Đó, các bạn có thể là zoom nhỏ cái code của mình lại thì hiển thị hết được cái code của mình ở đây, giả sử bạn vậy. Và ok. Đó. Đó, ví dụ như vậy. Rồi sau khi mà các bạn viết được cái đoạn code như vậy rồi thì các bạn sẽ chụp hình cái màn hình này lại. Chụp hình lại. Và các bạn dán lên Facebook cho thầy. Dán lên Facebook, nhớ ghi số thứ tự, mã số sinh viên, họ tên của mình trong phần comment nhé. À, các bạn sẽ chọn không ba đúng không? Viết xong rồi cả mình vô đây nhé, gõ cho thầy là số thứ tự, mã số sinh viên và tên. Trong phần comment của các bạn làm cái này cho thầy. Đó, chia làm 3 phần để mình nhìn một lần là mình thấy hết luôn. Bạn muốn chia 4 phần, 5 phần gì cũng được hết. Kéo, kéo nhấn control đặt vô cái tiêu đề này nè, nhấn control nhé, đặt vô cái tiêu đề. Còn bạn muốn di chuyển thì bạn nhấn control vô, đó, còn đặt vô cái tiêu đề. Hoặc là các bạn chọn là ba cái là thẳng hàng, cái này đóng lại bỏ đi. Để dạy cũng được. Ok, để dạy cho anh chị nhìn cũng được. Zoom code nhỏ lại. Phần bên này nhỏ đi. Không thì tắt nó đi. Cho ba cửa sổ. Và bạn zoom nhỏ code nè. À, rồi. Chỗ này. Chỗ này buổi 7, chỗ này tính toán, chỗ này demo, được chưa? Chụp một cái cửa sổ như vậy nó đầy đủ hết, cả ba cửa sổ thì chúng ta sẽ nhìn thấy được hết tất cả.